đại gia hàng, nay tiếp số thời hạn, kỳ hạn bồi thường đó là sổ chi, Thì chi là kỳ, à, còn sổ phẩy là bồi thường, sổ chi là kỳ hạn bồi thường. Thư tín dụng, à, xin dùng chứng, à, tín dụng à, chứng, à, xin dùng chứng, à, chứng là chứng. À, chứng kiến đấy. hoặc là xin dụng là tín dụng ta có xin dụng hoặc là xin dụng trọng trọng là trạng, trong từ cao trạng gọi à, là cao trọng đấy, xin dụng trọng cũng là thư tín dụng, xin dụng trọng hoặc xin dụng trọng thư tín dụng, chứng từ à, cân à, tan xin dụng trọng cân tan tức là đơn, à, theo đơn cân tan, cân là cùng, cân tan tức là theo đơn Cân tàn xin dung trọng Nó là Thư tiến dụng chứng từ Thư tiến dụng có thể hủy ngang Đó là khở Trợ tờ Xin dung trọng Trợ giáo Trợ chưa giáo tức là hủy bỏ đi Khở trợ giáo tức là có thể bỏ đi Khở trợ giáo tờ xin dung trọng Thư tiến dụng có thể hủy bỏ Thư tiến dụng điều khoản đỏ Đó là Khống Thiếu khoản xin dung trọng khúng là hồng là màu đỏ đúng không ạ khúng thiếu khoản đều điều, khoản điều khoản đỏ thiếu khoản là điều khoản khúng thiếu khoản xin dùng trần thư tiến dụng đối ứng tẩy khai xin dùng trần đối khai xin dùng trần tẩy khai khai là mở tẩy là đối tẩy khai xin dùng trần thư tín dụng dự phòng đó là bày dụng xin dùng trần Bày dụng nghĩa là dự phòng Bày dụng Âm Việt là bị dụng Là dự phòng Bày dụng dự phòng Bày dụng xin trung trần Thư tín dụng dự phòng Thư tín dụng giáp lưng Đó là Bày tuổi Bày xin trung trần Bày là phía sau Bày Bày tuổi bày xin trung trần Hoặc là chuyển khai xin trung trần Chuyển là chuyển Chuyển mở chuyển khai chuyển mở chuyển khai xin dung trường đây là những từ nó mang tính chất chuyên ngành Nếu bạn nào trong chuyên ngành thì mới có thể hiểu được các từ này nó phức tạp chuyển khai tức là chuyển đổi và mở chuyển khai xin dung trường thư tín dụng không thể hủy ngang pu khở Trợ xiao xin dung trường trên ta có khửa trợ xiao thì đây có pu khửa trở xiao Trợ xiao là hủy pu khở xiao không thể hủy ngang thư tiến dụng không thể hủy ngang à, miễn truy đòi bu khở trở xiao tở, ú truy sổ chuyến tờ xin dung trần ú truy sổ chuyến à, ú sổ chuyến tức là ú là vô à, truy sủa tức là truy đòi chuyến là quyền truy sổ chuyến tức là quyền truy đòi à, ú truy sổ chuyến xin dung trần thì xin dung trần nó là từ trung tâm cho cả cụm bên trên nó là 不可撤销的呃无追索权信用证，哎，不可撤销的无追索权信用证。特定 ư t 那回复信用证，回复那呃恢复，回复，啊、回,复 lại, 回复信用证，或啦循环，循环播用证。 bác dụng chính chứng à, xuyên khoán bối dung trần xuyên khoán là tuần hoàn xuyên khoán bối dung trần thư tín dụng tuần hoàn thuế nhập khẩu chiên khẩu xuẩy xuẩy là thuế chiên khẩu xuẩy là thuế nhập khẩu thuế quá cảnh à, trán khẩu xuẩy chuyển khẩu thuế thuế đúng không ạ trán khẩu xuẩy thuế quá cảnh thuế xuất khẩu chu khẩu xuẩy tru khẩu thuế thuế xuất khẩu à, Thương mại nhập khẩu, chiên khẩu mao y Mao y là thương mại, chiên khẩu mao y là thương mại nhập khẩu Thương mại tương hỗ buôn bán đối lưu đó là khu khuẩy mao y Khu khuẩy là hộ hối à, Khu khuẩy mao y à, Thương mại xuất khẩu, chu khẩu mao y à, tru Chu khẩu mao y Tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa đó là khu u chinh tan chinh tan là tờ khai đó khu là hàng hóa khu u chinh tan tờ khai hàng hóa ờ, tổng giá trị nhập khẩu chinh khẩu tổng chứ tổng chứ chứ là giá trị chứ là tổng giá trị chinh khẩu chủng chứ tổng giá trị nhập khẩu tổng giá trị xuất khẩu chu khẩu tổng chứ chu khẩu tổng chứ tổng kim ngạch ngoại thương ngoại mạo trùng ứa Trùng ứa là tổng ngạch Ngoài mạo chủ ngứa tổng kim ngạch ngoại thương Trung tâm mậu dịch biên giới Biển chiên mao ủy trung xin Trung xin là trung tâm, là mao trung xin tức là trung tâm ngoại trung tâm mậu dịch. Biên à, là biên cảnh nghĩa là biên giới, biên cảnh mao yu trung xin, trung tâm mậu dịch biên giới. Trung tâm một dịch quốc tế, quốc tế mậu ủy trung Sinh quốc tế mậu ủy trung Sinh à, trung tâm thương mại quốc tế, sư chi ở mậu ủy trung Sinh trung tâm thương mại thế giới, à, sư chi ở mậu ủy trung Sinh trung tâm ngoại thương, ngoại mạo trung Sinh à, ngoại ngoại mạo nghĩa là ngoại thương đúng không ạ, ngoại mạo trung sin, trung tâm ngoại thương, à, trung tâm thương mại mậu ủy trung Sinh Uh, mao ủy trung sinh, trung tâm thương mại Ưu đãi tối huệ quốc Đó là chơi khuẩy Của Tài ủy uh, Tài ủy là đại ngộ Ưu uh, đãi, đại ngộ là Tài ủy Chơi khuẩy của Tài ủy Ưu uh, đãi tối huệ quốc Chơi khuẩy của Tài ủy Vận chuyển bằng container Đó là trí trang xiang Khuôn huynh Khuôn huynh là Yun là vận là vận chuyển khối yun tức là vận chuyển hàng còn chí trang xiang tức là thùng container à, chí trang à, tập kết chí là tập kết này trang tức là sắp đặt bố trí này xiang là cái hòm chí trang là thùng container trí à, chí chí trang xiang chí trang xiang vận chuyển bằng container vận đơn đó là thí tan hoặc là thí khu ở tan thí là nhấc đẩy này. nâng thí khu ở tan vận uh, vận đơn trở suốt đó là lén nhuyển thí tan lén nhìn tức là liên vận tức là liên kết vận chuyển gọi là lén nhuyển uh, liên vận đề đơn uh, lén nhuyển thí tan uh, vận đơn trở suốt trở suốt tức là liên vận gọi là trở suốt ạ lén nhuyển thí tan xuất khẩu gián tiếp là uh, chen chia tru khẩu 啊，间是间接，中间出口、出口间接，出口直接直直，直接出口，啊直接是直接出口，输出是输出，输出是输出。好，今天的内容我先讲到这，啊、呃，这都是嗯跟贸易有关的词汇，你们学好这些生词，啊、呃，以后可以用这个这些生词啊、呃，做生意、做贸易。 就很简单了，祝你们成功，再见。